Một nhóm 3 nhân viên cấp D đang tiến đến một buồng giam đã khóa. Một người trong số họ đang mang theo một cái xô và cái cây lau nhà. Nhưng cả ba người trong số họ trông đều rất hoảng hốt và do dự khi tiến về phía trước. Một người lính của tổ chức SCP đi phía sau họ, đẩy một người trong số họ về phía trước bằng nòng súng của anh ta. Và họ tiếp tục bước về phía cửa của phòng giam. Cả ba người lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại nặng nề, khóa chặt. Đằng sau cánh cửa có thể nghe thấy tiếng đá cào vào kim loại phát ra từ bên trong. Một người lính thứ hai đứng cạnh cửa hỏi cả ba xem họ đã sẵn sàng chưa. Họ không trả lời và người lính bắt đầu cười. Họ chưa bao giờ là sẵn sàng cả. Người lính lớn tiếng thông báo rằng các thủ tục ngăn chặn đặc biệt được bắt đầu ngay bây giờ. Các anh biết quy định rồi đấy. Mọi người duy trì giao tiếp bằng mắt trong khi người kia làm vệ sinh. Nếu phải chớp mắt, hãy chớp từng mắt một và thông báo cho mọi người biết ngay cả khi chỉ chớp một mắt. Người lính quay lại và bắt đầu nhập mật mã vào bàn phím bên cạnh cửa. Mỗi nhân viên cấp D phải mất một vài lần chớp mắt cuối cùng. Tận dụng cơ hội cuối cùng mà họ có thể nhắm cả hai mắt một lúc trước khi bắt đầu. Với một tiếng rít lớn, cánh cửa phòng giam được mở ra. Được rồi, vào việc thôi. Người lính ra lệnh. Cánh cửa mở ra để lộ một phòng giam nhỏ, thiếu ánh sáng, không có đồ đạc gì và phần lớn sàn và tường kim loại được bao phủ bởi một chất màu nâu đỏ. Và ở trong góc kia là thứ họ đã được nghe thông qua những câu chuyện và tin đồn. Thứ đã khiến cả ba gặp ác mộng kể từ khi họ biết rằng họ sẽ phải vào trong buồng giam của nó. SCP-173, hay như hầu hết các nhân viên trong tổ chức SCP gọi nó là bức tượng. Nó trông khá bình thường, chỉ là một bức tượng thô kệch bằng bê tông với khuôn mặt phun sơn thật ngu ngốc đang đứng bất động trong góc. Ba nhân viên cấp D nhận được một cú thúc khác từ người lính phía sau và họ bước vào buồng. Hai người được giao nhiệm vụ quan sát SCP-173 đảm nhận vị trí của họ ở giữa phòng. Mắt họ dán chặt vào bức tượng và người kia bắt đầu lau dọn chất bẩn trên sàn và tường. Thứ chất bẩn thỉu đó có mùi rất kinh khủng. Nó trông giống như được pha trộn giữa máu cũ và chất thải của con người. Hai người được giao nhiệm vụ trông coi SCP-173 không để tâm đến việc dọn dẹp. Họ tuân theo giao thức một cách hoàn hảo, duy trì cảnh giác và thông báo cho đối phương mỗi khi một trong hai chớp mắt, ngay cả khi đó chỉ là một mắt. Người thứ ba tiếp tục dọn dẹp, cố gắng hết sức để mắt mình tập trung vào bức tượng khi anh ta cố gắng dọn dẹp xung quanh nó mà không đến quá gần. D-5933 thực hiện công việc của mình và không làm gián đoạn giao tiếp bằng mắt với SCP-173. Mặc dù nó không di chuyển, anh ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của bức tượng. Một thứ gì đó đang tồn tại bên trong nó, chỉ chờ đợi anh ta sơ suất và mắt anh ta quay đi chỉ trong một tích tắc. Họ nói rằng đó là tất cả những gì bức tượng cần. Bạn chỉ cần ngừng nhìn nó trong một khắc và tất cả sẽ kết thúc. Với tất cả nỗi sợ hãi len lỏi trong huyết quản, thật khó để duy trì sự tập trung. Tất cả những gì anh ấy có thể nghĩ đến bây giờ là cảm giác khô mắt cực kỳ khó chịu và chớp mắt một cái dường như không bao giờ là đủ. Anh ấy rất muốn nhắm mắt lại để chấm dứt cảm giác ngứa ngáy, khô ráp, nhưng anh ấy không thể, ngay kể cả khi đang theo dõi cùng với một người khác. Điều đó cũng quá rủi ro. Đột nhiên, có một tiếng nứt lớn, nhưng D-5933 vẫn không rời mắt khỏi SCP-173. Anh ta có thể thấy ở ngoại vi của mình rằng nhân viên cấp D khác đã đánh rơi cây trục của mình và theo bản năng, anh ta nhìn xuống nó. May mắn cho anh là có những người khác đang theo dõi. D-5933 thay đổi vị trí, lùi lại một bước và va phải thứ gì đó. Anh ta không thể nhìn xem nó là gì, nhưng anh ta có thể với về phía sau và thấy rằng đó là một người theo dõi cấp D khác. Nhưng chờ một chút, sao anh ta lại quay mặt về hướng khác? Cậu đã làm gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta hỏi, mặt vẫn không rời SCP-173. Cậu đang nói gì vậy? Người kia hỏi ngược lại. Cậu đang nhìn sai hướng đấy. Tôi mà nhìn sai hướng á? Cậu mới là người đang nhìn sai hướng đấy. Chúng ta có nhiệm vụ phải quan sát 173. Cậu đang nhìn cái quái gì vậy? Tôi vẫn đang nhìn 173. Cậu đang nhìn cái gì vậy? D-5933 không biết chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu hoảng loạn. Người dọn dẹp vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình, cố gắng hết sức để có thể nhanh chóng quét sạch một góc đặc biệt bẩn thỉu của phòng giam. Đó là âm thanh tồi tệ nhất mà D-5933 có thể nghe thấy. Tiếng hắt xì hơi chỉ cách vài cm sau đầu anh ta. Tiếp đến là tiếng gãy xương, rồi một tiếng hét bị đứt quãng, và sau đó là tiếng cơ thể ngã xuống sàn. D-5933 thậm chí không thể có cơ hội hét lên trước khi một đôi bàn tay bê tông nắm lấy cổ anh ta. Đầu anh ta bị bể ra phía sau thì nhìn thấy một bức tượng khác giống hệt đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
Thưa các quý ông quý bà của hội đồng O5, chúng ta có một vấn đề. Một nhà nghiên cứu cấp cao đang thuyết trình cho một nhóm người ở trong bóng tối nhằm che giấu danh tính cũng như phản ứng của họ trước tin tức kinh khủng này. SCP-173, thông qua các phương thức mà chúng tôi chưa thể xác định, đã nhân bản. Không có bất kỳ phản ứng nào trong số 13 nhân vật ngồi xung quanh chiếc bàn cong lớn. Nhà nghiên cứu phụ trách SCP-173 chờ đợi một phản hồi, bất cứ điều gì. Nhưng sau khi không nhận được phản hồi nào, anh ta hắng giọng và tiếp tục. Chúng tôi đã đặt cho mỗi cá thể mới ký hiệu riêng của chúng, SCP-1731 và SCP-1732. Hai nhân viên cấp D làm nhiệm vụ quan sát trong quá trình dọn dẹp thường xuyên phòng giam của 173 đã bị giết. Người thứ ba may mắn đã giữ được cả hai trong tầm nhìn của mình, cho đến khi chúng có thể được kiểm soát lại và chuyển vào các phòng giam riêng biệt. Một lần nữa, không có phản ứng nào từ bóng tối. Nhưng các vị biết đấy, chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Tại một số thời điểm nào đó, các cơ thể của SCP-173 lại sinh sản thêm. Mỗi một cá thể có thể phân tách thành một cá thể mới. SCP-1731 đến 4 đều đã được giam giữ riêng biệt, nhưng chúng tôi không thể xác định được lần phân tách tiếp theo của chúng. Nhà nghiên cứu cấp cao đợi, nhưng không ai trong hội đồng O5 lên tiếng hay cử động, cho đến khi người ngồi ở giữa đưa một tờ giấy trên bàn trước mặt của anh ta. Nhà nghiên cứu cao cấp trông có vẻ bối rối. Anh ta nhìn về phía đội cảnh vệ của lực lượng đặc nhiệm cơ động đóng gần cửa, nhưng anh ta cũng vẫn vô cảm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhà nghiên cứu không biết phải làm gì khác, bước ra khỏi bục và đi về phía bàn. Anh ta cầm mảnh giấy lên và đọc nó. Phân cấp đối tượng, chuyển Euclid sang Keter. Mệnh lệnh, tiếp tục giám sát. Nhà nghiên cứu cấp cao gật đầu đồng ý. Cảm ơn hội đồng O5 đã dành thời gian cho họ và rời khỏi phòng. Đèn cảnh báo chói lòa và còi báo động kêu om sòm trên hành lang của khu 19. Đó là một vi phạm ngăn chặn. Các nhân viên của cơ sở, các nhà nghiên cứu và lính canh đều chạy thục mạng trên hành lang la hét và cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, không có hy vọng cho bất kỳ ai trong số họ. Trong nháy mắt, các cá thể SCP-173 xuất hiện sau lưng họ, vặn cổ và ném họ xuống sàn trước khi chuyển sang nạn nhân tiếp theo. Phải có hàng tá cá thể. Ngay cả khi một người lính cố gắng để mắt đến một cá thể, ngăn không cho nó di chuyển, thì một cá thể khác lại xuất hiện ngay phía sau anh ta. Các nhân viên của khu 19 bỏ chạy vì mạng sống của chính họ. Họ gào thét tuyệt vọng, mong tìm thấy sự giúp đỡ. Nhà nghiên cứu cấp cao bấm tạm dừng băng hình. Khuôn mặt kinh hãi của nhà nghiên cứu đã thuyết trình lần trước hiện ra trên màn hình. Một cá thể của SCP-173 ở ngay sau anh ta. Hai tay của nó ôm lấy cổ anh ta trong tích tắc, ngay trước khi mạng sống của anh ta bị tước đoạt. Nhà nghiên cứu mới đưa ra một bài thuyết trình trông có vẻ rườm rà hơn nhiều so với người tiền nhiệm của mình. Anh ta giải thích với hội đồng O5 rằng sau vụ vi phạm quản thúc khủng khiếp này tại khu 19, ít nhất 61 cá thể SCP-173 hiện không được xác định. Vẫn chưa biết chúng được nhân bản bằng cách nào, nhưng đáng lo ngại là có bằng chứng cho thấy quá trình này có thể đang được đẩy nhanh. Anh ta bấm phát một đoạn clip mới từ đoạn phim màn hình. Trong đó có vẻ như nhiều trường hợp SCP-173 làm việc cùng nhau, một số sử dụng cơ thể để chặn lối ra, số khác sẽ sử dụng tay của mình để bẻ cổ các nạn nhân. Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng SCP-173 thông qua ví dụ kể trên đang hình thành tính tập thể và có thể đang sở hữu một dạng trí thông minh bầy đàn. Có vẻ như trí thông minh này cũng tỷ lệ với số lượng cá thể ở gần đó. Điều này cho phép chúng thực hiện các chiến thuật nhằm cản trở nỗ lực ngăn chặn của chúng tôi, vì chúng sử dụng từng cá thể một để ngăn cản các đội ngăn chặn của chúng tôi có thể truy đuổi những con khác. Trước mặt quý vị là một loạt đề xuất đặc biệt đã được sửa đổi cho các quy trình quản thúc. Những gì tôi đề xuất nghe có vẻ quyết liệt, nhưng đó là điều tôi thực sự tin là cách duy nhất để ngăn chặn mối đe dọa này. Mỗi thành viên ở hội đồng O5 cầm tập tài liệu lên trước mặt và chìm vào bóng tối. Điều tôi đề xuất là các cá thể SCP-173 không nên được giữ trong các phòng giam nữa, mà thay vào đó nên được giữ bên trong các thùng kim loại phù hợp. Sau đó chúng ta có thể sử dụng SCP-120 để vận chuyển các cá thể này đến địa điểm của tổ chức trên bề mặt mặt trăng. Tất nhiên, cơ sở đó sẽ phải bị bỏ hoang. Việc duy trì sự hiện diện ở đó là quá rủi ro. Nhưng các cá thể sẽ được gắn một vòng đeo theo dõi để đảm bảo rằng chúng tôi có thể phát hiện ra khi một trong số chúng bằng cách nào đó trốn thoát ra ngoài. Nhà nghiên cứu cấp cao chờ đợi. Sau một thời gian, một tập tài liệu được đưa ra trên bàn. Anh ta đến gần và cầm nó lên. Đó chính là quy trình quản thúc đặc biệt đã được sửa đổi mà anh ta đề xuất. Anh ta mở nó ra và thấy rằng nó đã được đóng dấu. Chấp thuận. Tin khẩn cấp nhấp nháy trên màn hình. Một biên tập viên xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, dường như còn quên cả làm tóc và trang điểm trước khi lên sóng để thực hiện một bản tin đặc biệt này.
còn tuyên bố rằng số người thiệt mạng trên khắp Bắc Mỹ hiện đã được ước tính là hơn 500.000 người trong vòng 48 giờ qua, khi những sinh vật chưa được xác định này tiếp tục cuộc hoành hành chết chóc của chúng trên khắp lục địa. Không biết tồn tại bao nhiêu cá thể của chúng, nhưng một số người ước tính rằng số lượng của chúng có thể lên đến hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn những sinh vật trông giống bức tượng này. Phát thanh viên giải thích rằng có tin đồn cho rằng sinh vật này có thể bị ngăn chặn bằng cách duy trì giao tiếp bằng mắt với chúng, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ Nhà Trắng hoặc từ bất kỳ nhân viên nào của Quốc hội, và vị trí cũng như tình trạng hiện tại của họ vẫn chưa được xác định sau khi các báo cáo rằng phần lớn Washington DC đã bị các sinh vật này tấn công vào ngày hôm đó. Nữ nhân viên đột nhiên ngừng nói và một cái nhìn kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt cô ấy dán chặt vào một thứ gì đó ngay ngoài màn hình. Máy quay liếc qua thì thấy một cá thể của SCP-173 đang đứng ngay cạnh một người quay phim đã chết. Có một tiếng hét và máy quay liếc lại về phía nữ biên tập viên thì thấy cô ấy đã nằm chết trên bàn làm việc, đầu quay ngoắt 180 độ trước khi thêm tiếng xương gãy và đường truyền bị mất. Một người phụ nữ mặc áo khoác dành cho nhà nghiên cứu SCP ngồi tại một trung tâm liên lạc máy tính trong một bong ke an toàn, đeo một chiếc vòng lớn, nạm ngọc quanh cổ, đang gõ phím một cách dữ dội như thể không còn nhiều thời gian nữa. Nhật ký cá nhân của tiến sĩ Bright, từ những thông tin ít ỏi mà tôi thu thập được, có vẻ như SCP-173 đã bao vây và phá hủy 4 cơ sở của tổ chức gần như cùng một lúc trong vòng 24 giờ qua. Mỗi cá thể đều cho thấy sức mạnh tương đương như cá thể gốc, và hàng nghìn con trong số chúng đã làm việc cùng nhau để xé toạc các hầm bê tông và làm hỏng các cánh cửa thép dày hơn 30cm. Chỉ riêng mình tôi đã bị chúng sát hại 37 lần trong tuần qua. Chúng có thể ngửi thấy tôi bằng cách nào đó, bất kể tôi là đang ở trong cơ thể nào. Phần lớn quyết định của những người O5 còn lại là đây là một kịch bản cấp XK tận thế đang diễn ra, và họ sẽ giải quyết vấn đề, hoặc nếu không thì người Nga sẽ làm. Họ đang sơ tán căn cứ này, có nghĩa là có thể sẽ không có một nhà khoa học nào của tổ chức ở bất kỳ đâu trong châu Mỹ. Họ nói rằng họ sẽ cố gắng sơ tán cả những người dân sống sót, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Dù sao thì cũng chỉ còn hơn vài trăm người ở khắp Bắc Mỹ. Tôi đã tìm được cách xuống một bong ke an toàn, nhưng ai biết được bao lâu nữa cho đến khi chúng có thể vào được. Tôi cũng sắp không nghĩ mình có cơ hội thoát được. Tôi sắp hết thức ăn và tôi không chắc điều gì sẽ giết tôi đầu tiên nữa. Hơn đói, những bức tượng quỷ ám hay những gì tôi biết, O5 chắc chắn sẽ tiến hành. Tiến sĩ Bright tắt máy tính và ngả lưng về phía sau. Cô nhìn lên chân của bong ke, nơi có thể nghe thấy âm thanh của bê tông cao và kim loại xuyên qua những bức tường dày. Một nhà nghiên cứu trông ủ rũ và mệt mỏi bước ra khỏi một căn phòng nằm trong khu vực tạm bợ được thành lập ngay bên ngoài Amsterdam, Hà Lan. Anh ta đang cầm một mảnh giấy và đóng cánh cửa phía sau với dòng chữ: Hội đồng O5 chỉ dành cho nhân viên có thẩm quyền, được viết vội vàng bên ngoài. Một nhóm nho nhỏ nhân viên của tổ chức đang đợi anh ấy. Họ đã tập hợp lại để nghe thông báo từ những đốc công cao cấp nhất khi đối mặt với thảm họa tận thế này. Nhà nghiên cứu nhìn xung quanh khuôn mặt của các đồng nghiệp của mình, và khi họ giao tiếp bằng mắt, bất kỳ hy vọng nào của họ sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi tin xấu mà họ biết sắp đến. Anh ta bắt đầu đọc. Quy trình quản thúc đặc biệt được sửa đổi. Vùng quản lý X1, trước đây là Bắc và Nam Mỹ, sẽ bị từ chối tiếp cận sau vụ ném bom hạt nhân tập trung. Số lượng cá thể SCP-173 đã giảm xuống. Tất cả các nguồn lực sẵn có của tổ chức sẽ được chuyển hướng để giám sát đại dương, để đảm bảo tính toàn vẹn của vùng chứa X1. Tổ chức Arizanch từ Hải quân các quốc gia sẽ thực hiện các cuộc tuần tra và quét sóng sonar cả ngày lẫn đêm. Các cá thể được phát hiện sẽ phải được giam giữ và chuyển đến SCP-120 để vận chuyển đến khu vực giám sát trên mặt trăng. Chỉ có thế thôi sao? Một trong những nhân viên hỏi. Đúng vậy, nhà nghiên cứu trả lời. Một số người trong số họ bắt đầu khóc. Họ không thể làm gì hơn. Nhà của họ, bạn bè của họ, gia đình của họ, tất cả đều không còn nữa, bị giết bởi các bức tượng quỷ ám, bị vặn cổ hoặc ra đi trong sức nóng đến từ một vụ nổ hạt nhân. Tại sao? Tại sao họ có thể làm điều đó? Một trong những nhân viên khác có vẻ từng làm bảo vệ địa điểm hỏi. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm, một người khác lập luận. Có nhiều điều bất đồng trong nhóm. Dù họ cảm thấy thế nào, đây là mệnh lệnh chính thức của Hội đồng O5. Lời họ nói là luật. Đặc biệt là trong một thế giới mà mọi luật lệ và trật tự bên ngoài của tổ chức đều đã bị phá vỡ, thực sự không có lựa chọn nào khác. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là hy vọng rằng sự hy sinh của cả hai lục địa là đủ để giữ cho SCP-173 bị kiềm chế, khiến nó không thể vượt đại dương đến châu Âu, và chúng ta vẫn an toàn phía bên này của hành tinh. Cả nhóm trở nên yên lặng, tiếc thương cho sự mất mát của thế giới mà họ từng biết. Sự im lặng đột ngột bị cắt ngang bởi một ai đó chạy qua hành lang.
đó là một nhà nghiên cứu khác mang theo mẩu giấy của riêng mình. Anh ta cố gắng vượt qua cả nhóm về phía cửa của hội đồng O5, khăng khăng rằng họ phải để anh ta đi qua, rằng anh ta có tin tức quan trọng không thể chờ đợi. Nó là gì vậy? Cả nhóm yêu cầu. Chúng tôi xứng đáng được biết. Họ giành giật tờ giấy khỏi nhà nghiên cứu cấp dưới và nó được chuyển đến tay người đã đọc quy trình quản thúc đặc biệt đã được sửa đổi. Anh ta nhanh chóng đọc bản báo cáo, chỉ có một vài dòng, và mặt anh ta bỗng nhiên trắng bệch. Nó là gì? Nó nói gì vậy? Một câu hỏi đến từ đám đông. Thông điệp từ Bộ Tư lệnh Hải quân Bắc Đại Tây Dương: phát hiện tìm thấy SCP-173 ở Vương quốc Anh. Ném mâm hạt nhân đã được ủy quyền và thực hiện. Không còn người nào sống sót. SCP-173 đã đến tìm họ. Tôi hy vọng bạn thích tập đặc biệt này về hồ sơ đã sửa đổi của SCP-173 từ tổ chức SCP. Nếu bạn thích điều này, hãy nhớ xem tập SCP-001 Nguyên Mẫu. Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nếu bạn muốn xem thêm những dị thường như thế này. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.